như một tất yếu của sự phát triển, Fizz cũng trải qua đầy đủ các bước thăng trầm, quá trình lột xác để đi từ vinh quang, thách thức này sang một đường phát triển mới luôn là điều không dễ dàng. Một vài năm trở lại đây, Fizz đối diện với những bài toán lớn đầy thách thức, hai lần tái cấu trúc, những thay đổi mạnh mẽ về nhân sự, mô hình tổ chức, chính sách cũng như những chuyển hướng mạnh mẽ trong chiến lược kinh doanh đang tạo đà cho một Fizz mới, năng động, quyết liệt và tốc độ hơn. Người Fizz đang cảm nhận rõ hơn mỗi ngày làn gió của sự đổi thay này. Một lần nữa, ngọn lửa của niềm tin và khát vọng chính là động lực giúp cơ thể Fizz vượt qua sự thử thách của quy luật phát triển. Cách mạng công nghiệp 4.0 mang tới làn gió mới, những vận hội và hướng kinh doanh mới đang tiếp sức cho ngọn lửa khát vọng vẫn đã mỉ cháy bấy lâu trong các thế hệ Fizz.